Đây là toàn bộ cái cúp sau của con Porsche Macan đời mới. Nâng cấp thì bao gồm là hai cái đèn sau ở ria hai bên, và toàn bộ phần cốp cũng phải thay, và phần đèn này cũng phải thay rời đó. Phần đèn này là rời nhá anh em nhé. Đây là phần đèn rời, đây là phần cốp đó.